Bớt nè, bớt nè. Bị chạm tay quá ha. Bỏ tay ra. Thôi chị lẹ dữ vậy. Nha. Thì em tính đếm coi nó. Chị đếm đủ rồi em. Chị đếm 100 lần rồi. Công nhận luôn, trong cái nhà này là không ai kiếm tiền bằng chị hai luôn. Vừa có lương cứng mà vừa kiếm thêm ở ngoài nữa. Bớt nịnh. Cái mỏ này dẻo lắm nha. Nịnh gái được hơn nghe chưa nha. Bớt nịnh chị. Có nịnh chị cũng có cho tiền đâu nghe không? Cho cái gì? Chị có ngon á, chị cầm số tiền này nè, chị đi giúp mẹ đi. Chị giúp mẹ, chị tự đưa cho mẹ, chị không cần qua tay em nha. Mất công nó bị dính huê hồng ở trong đó lắm. Chị này nó nhiều khi bên đây nó nặng nặng qua bệnh nó nhẹ tên nè. Thôi mẹ không cần chị giúp ha. Mẹ nghe nói là có đi vay mượn gì đó nhưng mà cũng chưa có được. Em nghĩ đi, mẹ cần số tiền rất là lớn. Chút xíu vậy thấm tháp gì với mẹ. Ừ ha. Mẹ cần mượn tới 900 triệu lận. Một cái cọc mày đâu có đủ. Đúng. Chán thiệt. Em phải nói nha, em công nhận luôn, mấy cái thằng đàn ông bây giờ có mắt mày như mù. Đồ bỏ đi. Ê khoan, Tâm. Dạ? Em có thể nói cái chuyện gì đó liên quan được không? Đang nói chuyện của mẹ. Rồi tiền chị, lôi đàn ông vô đây làm chi? Quá liên quan chứ chị hai. Nè bây giờ em phân tích cho chị hai hiểu nha. Chị hai nè, vừa đẹp, vừa giỏi, vừa già. Không, cắt tóc rồi, trẻ rồi. Vừa đẹp, vừa giỏi, vừa siêng năng, kiếm tiền tốt. Vậy mà vẫn ế. Thôi nha, trong cái nhà này nha, có một mình mẹ là được đánh chị. Chị, chị hai làm gì vậy? À quên. Nói chung á, trong cái nhà này nè, kể từ ngày hôm nay cấm được nói chữ ế nghe chưa. Ai đồn? Trời ơi, cái luật đó chắc chị đặt ra chứ ai mà đặt. Thôi chị đâu có đặt. Cái luật này nè là mẹ đặt ra. Thôi vô lý quá, mẹ không bao giờ đặt ra mấy cái luật đó hết. Để chị kể cho mà nghe. Cái gì? Sao bà nói với tôi bà là bạn thân của bà mà lãi suất gì cao dữ như vậy, làm ai mà chịu nổi? Thôi bà hoài bà coi lại coi làm sao chứ. Thôi bà hỏi tới có gì bà hỏi kỹ đi, bà trả lời cho tôi nha. Nha. Ừ vậy hơn nha. À, con này hư ghê. Mẹ làm gì vậy? Bánh chưng mẹ để dĩa mẹ ăn, con bóc cái mẹ la con. Ăn thì đi vô lấy nĩa lấy đũa ra ăn. Con gái gì mà ăn uống cái kiểu bốc hốt như vậy? Bởi vậy không. Con sao con biết rồi, mẹ khỏi nói. Đó, con gái lứa vậy ế, không có ai hốt đúng không? Ế là rõ ràng rồi nha. Hiện diện ở trên cái con mắt của con á nha. Nha. Con nói thiệt á, con ế là tại mẹ. Vậy suốt ngày hai mẹ cứ trù con ế này ế nọ đó. Mẹ thấy giờ hả, chưa có mảnh tình chắc dai nữa. Ủa mẹ trù gì đâu mẹ trù. Nói cái chuyện mà hành động cái kiểu cách của con như vậy á, mà ai mà ưng con, ai mà lấy con. Đói phải cho người ta ăn. Ây da. Cái con này. Bởi thiệt. Chị điếc như con hủi vậy á. Em là ăn không sao, con bốc mà chửi gũa con. Làm gì tự nhiên ăn uống cũng không cho đó. Bây giờ mẹ trù con riết đi. Đó bây giờ ra đường nó ai hốt con vậy? Con ế đó vừa lòng mẹ chưa? Ế quá mẹ, quá mẹ tới già, tới chết. Ít. Đúng rồi con. Đừng con, bây giờ mẹ nhớ rồi. Đừng bao giờ dùng chữ đó. Đừng bao giờ dùng chữ ế vô. Trong cái căn nhà này con không được phép dùng chữ ế. Được nha mẹ nha. Nếu mà bây giờ mẹ không khẩu nghiệp nữa, mẹ không nói cái từ đó nữa. Ấy da, thiệt, cho con có chồng đi, con đồng ý. Ủa nhưng mà con thắc mắc á, bình thường mẹ hay chủ con lắm mà sao nhưng bữa nay mẹ nó không được nói cái từ. Dạ. Có khuôn, hiểu không? Ủa khuôn gì mẹ? Có khuôn á, có khuôn là không có làm được, hiểu không? Có nghĩa là mẹ mượn của thằng Phi Lân 900 triệu để đầu tư vô mấy cái dự án đó. Mà bây giờ nếu mà không bán được thì nó sẽ... Đó. À, hiểu rồi. Nói chung là mẹ muốn bán để có tiền trả lại cho Phi Lân. Đúng rồi không? Mà xui, bị đóng băng, không có bán được. Nó tóm lại là nhà bị ế. Ê, dạ, không nổi. Nói là dặn rồi mà không được nói mà. Vụ này
mới á, em mới nghe. Ủa, anh Thanh, qua vợ rồi. Em cũng đã nghe cái chuyện này rồi. Mẹ có dặn em á là không được nói từ đó. Bây giờ nghe chị Hai nói á, em mới biết lý do á. Chắc mẹ sợ xui á. Tại cái căn hộ nó không có khách. Mà không bán được thì không có 900 triệu trả cho Phi Lân. Mà không có 900 triệu trả cho Phi Lân, ba cứ giận mẹ hoài. Ba mà giận mẹ hoài là gia đình sẽ lục đục. Gia đình lục đục hoài, con cái không hạnh phúc. Con cái mà không hạnh phúc thì con của em đẻ ra nó cũng không vui vẻ gì. Thiệt sự luôn á, em nản gia đình ghê á. Thấy mẹ khổ quá. Hay là để em suy nghĩ cách giúp mẹ coi sao. Nói gì nói, không phải là chị Hai không muốn giúp mẹ. Nhưng mà chị Hai thấy á, mẹ kỳ kỳ sao á. Sao? Có nghĩa là có mấy người bạn cũng hỏi để mà vay tiền giúp mẹ. Mong hiểu sao mẹ không nhận. Rồi cái chê ổng chê ẹo. Chê ổng chê ẹo? Hay là do người ta nói gì đó mà mẹ cảm thấy không vui, không vừa lòng. Chị Hai cũng biết mẹ khó tính đó giờ mà. Lo suy nghĩ đi, lo nựng con hoài. Ngọt cũng chết. Alo, trời ơi, gọi điện nhắn tin hoài mà không chịu nghe điện thoại gì hết trơn á. Bà làm tôi chờ sốt ruột muốn chết luôn rồi. Rồi sao nè, cái quan trọng là tôi nhờ bà hỏi giùm á, bà hỏi được chưa? Chứ bây giờ chờ lâu quá à, không thấy dây mượn ở đâu giùm tôi đi. Cái gì? 6 chấm luôn á hả? Cái gì mà dữ vậy? Bây giờ hỏi cách nào rẻ hơn không? Trong vòng 2 tháng thôi tôi bán được căn hộ á, là tôi trả lại liền. Ráng đi bạn Hiền. Bạn Hiền ráng đi hỏi giùm mình nghe. Nghe, gọi lại liền cho tôi nghe. Tôi chờ đó. Ủa? Dạ. Con thấy không? Mẹ đó là gọi khắp nơi luôn. Bạn bè thân tín nhất luôn đi hỏi giùm mẹ để mà vay tiền, rồi thậm chí hả là mượn ai đó gom lại cho đủ để trả tiền á cho thằng Phi Lân 900 triệu, xoay sở bằng mọi cách luôn đó, nhưng mà chưa có được. Bây giờ đâu phải là mẹ không muốn đưa nó liền trả liền đâu, cho nên con giúp mẹ nói chuyện này với ba nghe. Dạ. Mẹ sao? Mấy cái chuyện này con nghĩ á, mẹ tự nói với ba hay hơn á. Chứ lỡ con nói với ba rồi ba không đồng ý, ba không vừa lòng gì rồi ba la con làm sao? Không có la đâu, bởi vì mẹ biết là ba rất là thân với con. Trời ơi, mẹ thấy hả, nàng dâu với cha chồng gì đâu mà thân với nhau còn hơn là cha ruột luôn. Cho nên chuyện này con nói với ba và mẹ đi. Dạ. Mẹ, mẹ có ý định vay ngân hàng đúng không? Ngân hàng hả? Hồi xưa giờ mẹ đâu có vay đâu ta, rồi mẹ đâu có biết thủ tục nó làm sao đâu. Mà chứ lệ hả, cái vay ngân hàng nghe nó cũng phức tạp lắm á, phải dính tới gia đình hay gì đó. Mà mẹ với ba đang giận nhau nên mẹ ngại. Mẹ, con có anh bạn làm bên ngân hàng chỗ cho vay vốn á, bây giờ để con hỏi anh thử coi coi là cái hình thức vay như thế nào rồi mình trả tiền sao ha. Chứ con nghĩ là không cao đến mức 6.5 hay là 6 chấm mấy như bên mẹ đâu. Để con hỏi thử như thế nào con nói mẹ ha. Ừ, con hỏi giùm mẹ nghe, nghe. Dạ dạ, để có gì con hỏi xong rồi con nói với mẹ ha. Cảm ơn con nhiều nghe. Dạ. Dạ đó bác, tất cả bây giờ là đang trong quỹ đạo tuyệt vời nha. Coi như là lãi suất rất là ưu đãi cho bác luôn, mà thủ tục đơn giản gọn lẹ. Đó nha, mà đặc biệt nha, giải ngân nhanh chóng, bác lên trên đó là ký cái rẹp là có tiền liền. Mình khuyên bác nha, bữa đó là hai vợ chồng nhớ nha, hẹn nhau chọn ngày tốt, mặc áo cặp, cười tươi đi lên ngân hàng ký rét, cầm cặp tiền đi về giải quyết vấn đề. Ủa sao nghe cậu nói dễ dàng quá hen. Đã dễ lắm. Mà tôi thấy cậu nhiệt tình thiệt luôn á. Dạ. Mà tôi thiết nghĩ cậu chỉ là bạn cũ của con dâu tôi thôi mà. Dạ dạ. Sao lại hay là cậu có ý ánh mắt của mẹ chồng ý gì mẹ? Vậy? Có ý gì không? Ý gì? Ôi không có nha, bậy bạ. Cái này con không có ý đó nha. Thật sự ra cái này là cái nghiệp vụ của nhân viên tụi con, là coi như là phải tư vấn cho khách hàng nhiệt tình vậy đó, chi tiết vậy đó để cho người ta biết. Dạ, cái ý của anh là chỉ muốn cho mẹ vay tiền thôi à. Dạ dạ đúng rồi, đúng rồi. Dạ dạ dạ. Công nhận bạn con nhiệt tình lắm luôn á. Dạ. Cảm ơn nghe. Dạ. Thì tạm thời tin vậy đi ha con ha. Dạ. Nhưng mà nói nghe nè, bây giờ nếu như mà bắt kiến một mình á thì
có được hay không. Chứ lại ông xã của bác á là ổng bận lắm, nhiều khi ổng không có ký được. Cho nên là bác ký mình nè ha. Dạ bác ký mình không được. Sao vậy con? Dạ tại vì cái này là quy định của ngân hàng á, phải hai vợ chồng cùng ký thì ngân hàng mới giải ngân. Khó vậy đó ha. Dạ ráng khuyên bác trai lên ký đi đi. Tại vì ổng bận quá không biết làm sao đây. Nếu mà khó vậy chắc không dây bên ngân hàng cầu được rồi. Mẹ khoan từ từ, cái gì mình cũng phải bình tĩnh từ từ mình giải quyết chứ mẹ. Đúng rồi. Hay là để có gì con nói chuyện với ba cho. Con nghĩ là con nói với ổng được á hả? Thì tùy con. Con cứ thương với ba thử coi làm sao ha. Dạ. Ủa, là sao? Rối ren quá vậy? Nhà tôi rối lắm. Chuyện gì vậy con? Dạ, thì vẫn là cái chuyện dây vốn ngân hàng đó ba. Ủa cái chuyện đó ba đã đồng ý đi ra ngân hàng làm tất cả mọi thứ giấy tờ cho mẹ hết rồi mà. Thì lúc đầu mẹ chịu, xong tự nhiên bây giờ mẹ đổi ý mẹ không chịu nữa. Mà cái lý do, con nghe chị Dạ Lan nói kỳ lắm. Kỳ là sao? Con cũng không biết sao mẹ kỳ vậy nữa. Ủa kỳ gì con? Kỳ là sao con? Dạ mẹ. Con nghĩ là mẹ với ba giận nhau, rồi cái mẹ không có dám vô phòng này đối diện với ba hả? Đâu có gì đâu, giận thì giận chứ mẹ vẫn vô à. Còn cái chuyện mà con vô đây gặp ba để mà nói xấu mẹ thì con cứ việc nói đi ha. Dạ mẹ, con đâu có nói xấu gì mẹ đâu. Con đang nói sự thiệt là mẹ không dây vốn là thiệt mà mẹ. Mà sao kỳ vậy mẹ? Đúng rồi, anh cũng đang muốn biết tại sao em lại thay đổi ý định. Thì em coi tuổi rồi, em thấy em với cái cậu Trương đó hình như kỵ tuổi, cho nên em không có dây bên cậu đó, sợ gặp rắc rối xui thôi. Tóm lại cho dù bà với cậu đó có hợp tuổi với nhau đi nữa, khi bà không muốn là bà sẽ không bao giờ làm gì hết, và bà sẽ biện ra rất nhiều lý do. Tất nhiên là em muốn chứ, em muốn vay tiền, mượn cho đủ tiền để em trả cho Phi Lân. Chứ em mà không trả tiền cho nó rồi anh buồn, anh giận em sao? Em cũng lo lắm chứ, bộ em sung sướng gì đâu. Với lại cũng tại con đó. Sao tại con mẹ? Con hết lòng là mọi thứ để cho mẹ giúp mẹ, mẹ có thể dây vốn được. Mà giống như là con giúp vậy rồi mà con còn đi theo con năn nỉ mẹ để mẹ dây nữa. Con giới thiệu với mẹ là bên đây là sẽ cho mình vay tiền giá ưu đãi. Nhưng mà khi mình không có bán nhà được, rồi cái mình phải trả tiền lời suốt luôn, chẳng khác nào hại nhau. Thôi, đâu có phải là tốt lành gì đâu.